Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng, nếu như bị buộc phải có sự lựa chọn, thì người trẻ sẽ đặt cha mẹ lên trước bạn bè của họ. Nhà tâm lý học Jennifer Silver tại trường đại học UCLA cho biết, cha mẹ có ảnh hưởng lâu dài đến con cái của mình, ngay cả khi chúng thành người lớn. Cuộc nghiên cứu này có khoảng 174 người tham dự ở lớp tuổi từ 18 đến 30. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, khi bị buộc phải lấy quyết định hoặc có lợi cho cha mẹ hay một người bạn thân, chỉ một trong hai thì người trẻ thường chọn cha mẹ của mình. Kết quả này được thấy ở hai giới nam và nữ, ở khắp độ tuổi, theo một cuộc nghiên cứu được đăng tải trên trang mạng của tạp chí Psychological Science. Các nhà nghiên cứu dự trù sẽ tìm hiểu thêm các lý do khác vì sao người trẻ chọn cha mẹ thay vì bạn thân thiết và liệu rằng có giới thiếu niên có cùng thái độ hay không.